Đạt từ bi vô ý, tỏa ra khắp cõi nhân gian, gieo rải thiền vị khắp chốn địa cầu. Rồi sẽ có một ngày, nhân loại sẽ hội tụ sinh vầy trong một trái tim Bồ Tát vô nhiễm, đầy yêu thương hỷ xả, để cùng chia sẻ những giá trị vĩnh cửu, những hào quang tâm linh nhiệm màu trong vòng tay nồng ấm của Đấng Từ Mẫu. Hôm nay, trong một cơ duyên và một ân sủng nhiệm màu, chúng tôi xin quý vị hãy mở tâm đi vào suối nguồn linh diệu của bài thuyết giảng Âu Lạc thời cổ đại của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vào ngày 1 tháng 3 năm 1991 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Mong rằng mật ngọt tâm linh sẽ thấm đượm trong mỗi quý vị và từ đó khai mở ra những chân trời cao rộng, dẫn đưa đến những cảnh giới thanh bình, phước hạnh. Còn cái nếp sống của mình bây giờ nó đâu có phải là nếp sống muôn đời của tổ tông nữa, mà cứ với nhiêu mà nói hoài. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông có che chở được hồn dân tộc không? Có xách cái chùa từ Việt Nam qua đây che chở cái hồn của mình được không? Không có được. Chùa để chỗ nào là để chỗ đó. Tại vì mình không có học Phật chánh đáng, mình bảo vệ cái truyền thống của tổ tông muôn đời của mình. Tổ tông của Phật giáo là những nhà đại thiền sư. Quý vị về nhà đọc Thiền sư Việt Nam của Thượng tọa Thích Thanh Từ, quý vị biết những người Việt Nam hồi xưa họ tu hành như thế nào, có những nhà đại thiền sư như thế nào, những người khai ngộ như thế nào. Đọc lịch sử Phật giáo, những câu chuyện Phật giáo, biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm những chuyện gì. Cái đó không kêu mà nếp sống muôn đời được chứ. Còn bây giờ mình vừa ăn mặn vừa uống rượu, không biết Phật giáo là cái bao nhiêu. Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water, save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3,433 million hectares of land annually. Free up 760 million tons of grain every year, half the world's grain supply. Consume two-thirds less fossil fuels than those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per US household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg, go green. Về chùa cũng không hỏi ăn gì hết. Rồi Phật giáo tụng không, cũng không có biết gì hết. Làm sao mình nói nếp sống muôn đời của tổ tông được? Không có noi theo cái nếp sống của tổ tông mà. Sư phụ cũng rất buồn là làm Phật lòng quý vị. Sư phụ cũng muốn rằng ngày nào cũng nói quý vị tốt, quý vị giỏi, quý vị hay, quý vị thông minh, quý vị là những người Phật giáo giỏi hay, vậy để quý vị thương sư phụ. Nhưng mà nói vậy thì cũng giống như mấy người bán hàng ngoài chợ rồi. Hả? Đặng cho được lòng quý khách thôi, đừng được cái lợi cho mình chứ không phải lợi cho người ta. Hoặc là được vừa lợi mình nhiều mà lợi người ta ít thôi. Anh bán hàng cho chạy. Trung ngôn nghịch nhị, lời ngay thì trái lỗ tai. Nhưng mà mình là một người có học
và một người có cái khí phách trượng phu thì mình không bao giờ nên để những cái lời lẽ thẳng thắn đó làm cho bạc nhược cái trí huệ của mình, mà làm cho chướng ngại con đường tiến hóa của mình hết. Mình phải biết rằng những lời thẳng thắn là những lời phát xuất ra từ những người bạn tốt, không sợ làm phật ý mình, vì cái quyền lợi của mình, vì sự tốt của mình mà nói. Còn nói ngọt nói ngon thì ngoài đời ai cũng nói hết, mình có tiền là ai cũng ngọt với mình. Cho nên những người Việt Nam bây giờ nên hiểu rằng mình khác hơn khi mà mình còn ở trong nước. Nếu mà đi ra ngoài mà không chịu học những cái hay của người ta để mà hòa hợp với những cái hay của mình, nhưng mà không phải bỏ phong tục Việt Nam, không phải bỏ những cái nề nếp hay của Việt Nam, không phải vậy. Kêu bằng mình dung hòa thêm để làm giàu cho cái trình độ văn minh, và vừa bảo tồn cái văn hóa của nước mình và vừa làm đẹp thêm cái văn hóa của nước mình mà thôi. Tại sao mà người Việt Nam có một cái cá tính nổi bật hơn tất cả những cái nước khác trên Đông Nam Á? Tại sao? Tại vì Việt Nam hấp thụ được rất nhiều nền văn minh. Sư phụ nghĩ rằng nhiều khi người Trung Hoa họ đến mà xâm chiếm nước mình, đó là điều rất là đau thương cho dân tộc mình, nhưng mà họ cũng đem lại không ít những cái tinh hoa của dân tộc họ là làm giàu cho văn hóa của nước Việt Nam. Rồi những người Pháp họ đến Việt Nam, họ xâm chiếm nước mình thời gian 100 năm hay là mấy chục năm đó, cũng rất là đau khổ cho nước Việt Nam, nhưng mà mình cũng học được rất nhiều điều. Rồi những nước khác như Nhật, Mỹ này cái nọ họ qua, sư phụ nghĩ rằng đó là sắp đặt của trời Phật để cho nước Việt Nam có một cái cá tính nổi bật lên. Vì vậy thì mình phải hiểu cái lợi điểm của dân tộc mình mà phát triển thêm lên, phải dùng cái sự thiền quán, phải dùng cái sự tu hành chân chính để mà phát triển thêm cái nền văn hóa của nước mình, nếu mình nói rằng mình là người yêu nước, chứ không phải dùng sự đánh đá lẫn nhau hoài. Người bữa nay đánh mình thắng, mai mốt mình đánh nó thắng, đánh tới đánh lui hoài cũng chết hết dân tộc thôi. Bây giờ lỡ rồi thì thôi, mình ở nước ngoài mình phải trau dồi cái nhân cách và cái sự hiểu biết của mình, rồi mai mốt về Việt Nam sẽ có ngày dùng đến, sẽ có ngày dùng đến, có lẽ dùng đến rất gần. Cho nên mai mốt mình trở về Việt Nam, mình sẽ đem những cái tinh túy từ nước khác về mà làm giàu cho dân tộc của mình. Cho nên quý vị đừng quên. Mà cái điều quan trọng nhất, cái điều mà làm cho mình có thể học hành mau tiến bộ nhất, lãnh hội được những cái nền văn minh của những nước khác mau nhất là phải có trí huệ. Trí huệ là từ đâu đến? Từ cái sự thiện định mà ra. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có nói rằng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Trì giới là năm giới dễ quá. Rồi bây giờ nhẫn nhục, nhẫn nhục không phải quý vị nói rằng người ta đánh quý vị rồi quý vị ráng nhịn, cái đó là nhẫn nhục, không phải vậy. Nhẫn nhục thiệt á là mình không còn nhẫn nữa. Như là như thế nào? Thí dụ người ta đánh mình, ta chửi mình coi không thấy cái gì mà quan trọng đó, cái đó mới kêu là đúng là sự nhẫn nhục. Cái sự nhẫn nhục này từ trong sự tu hành có trí huệ mà ra. Tu hành có trí huệ rồi, lòng nhân đạo nó cũng sẽ phát triển. Cho nên trong Thánh Kinh cũng nói nữa, seek you first the kingdom of God and all other things shall be added unto you. Phải tìm thiên quốc ở trong con trước nhất, rồi tất cả những cái đạo đức khác, những điều khác đều được thêm vào hết. Tìm thiên quốc có nghĩa là tìm niết bàn của mình, tìm Phật tánh của mình đó. Phản văn văn tự tâm đó. Tự chiếu lấy mình mà tự hiểu mình là ai. Đó là cái phép thiền quán mà chánh đáng nhất, mà có hiệu quả nhất, mà mau nhất. Đó là cái phép ngồi thiền, nghe tự tánh của mình. Nghe không phải nghe bằng lỗ tai, tạm thời phải nói bằng nghe thôi, chứ thật ra phải nói bằng quan sát cái tự tánh của mình.